Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Covid trên kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi điểm qua những tin nóng dưới đây. Sáng 15 tháng 8, gần 97.000 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, đã tiêm chủng hơn 13,7 triệu liều vaccine. Điểm nóng Bình Dương có hơn 41.000 ca Covid-19, Đồng Nai tiêm vaccine cho người từ 79 tuổi trở lên. Sau 7 ngày, ai ở đâu ở đó, Đà Nẵng sẽ thực hiện chỉ thị 16. Thử nghiệm vaccine mRNA đầu tiên tại Việt Nam. Ngay sau đây, mời các bạn đến với những thông tin chi tiết. Sáng 15 tháng 8, gần 97.000 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, đã tiêm chủng hơn 13,7 triệu liều vaccine. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có 265.464 ca Covid-19, đứng thứ 80 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người, có 2.700 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 261.463 ca, trong khi đó 94.211 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số vaccine COVID-19 được tiêm là hơn 13.772.920 liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 12.500.947 liều, tiêm mũi 2 là hơn 1.271.973 liều. Năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 144.770, Bình Dương 41.621, Long An 13.885, Đồng Nai 13.070, Bắc Giang 5.794. Có 5 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình. Có 5 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. Đặc biệt, điểm nóng Bình Dương có hơn 41.000 ca Covid-19, Đồng Nai tiêm vaccine cho người từ 79 tuổi trở lên. Tối qua 14 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 2.029 ca mắc mới, trong đó có 612 ca được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 1.078 ca trong khu phong tỏa, 191 ca tại cơ sở y tế, 148 ca có kết quả khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời. Thành phố Thuận An vẫn là tâm dịch của Bình Dương. Ngày 14 tháng 8 tiếp tục ghi nhận thêm 939 ca. Cùng ngày, theo thông tin từ Bộ Y tế, Đồng Nai là địa phương có nguy cơ bùng dịch cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa yêu cầu từ 16 đến ngày 30 tháng 8 phải tổ chức tiêm xong cho 157.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna đã được Bộ Y tế phân bổ đợt 5. Nhóm đối tượng sẽ được tiêm vaccine trong đợt này gồm người từ 79 tuổi trở lên và công nhân ở các doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ. Ngoài ra, sử dụng tiêm nhắc mũi 2 và tiêm bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các chức sắc tôn giáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Y tế và các ngành liên quan xét nghiệm tầm soát trên diện rộng trong thời gian nhanh nhất ở các khu vực phong tỏa, các doanh nghiệp nằm trong địa bàn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu và các vật tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác điều trị bệnh nhân. Tiếp theo, sau 7 ngày, ai ở đâu ở đó, Đà Nẵng sẽ thực hiện chỉ thị 16. Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian 7 ngày sắp đến, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8, thành phố sẽ xét nghiệm toàn diện, không bỏ sót bất cứ hộ gia đình nào, với quyết tâm đưa tất cả F0 ra khỏi cộng đồng. Bà Yến nói, diễn biến dịch bệnh tại Đà Nẵng đang rất phức tạp. Dù thời gian qua, thành phố thực hiện nhiều biện pháp nhưng dịch vẫn không giảm. Nguy cơ dịch bùng phát đang ở mức rất cao. Hệ thống y tế của thành phố hiện nay chỉ đáp ứng 6.000 giường bệnh, trong khi đó chỉ có 300 giường phục vụ điều trị hồi sức tích cực với đầy đủ trang thiết bị máy móc. Nếu số ca bệnh tăng lên, vượt qua con số đó thì hệ thống y tế của thành phố sẽ quá tải, không thể chăm sóc người bệnh. Như các bạn đã biết, ở một số địa phương phía Nam, khi hệ thống y tế quá tải, nhiều người mắc bệnh gọi xe cấp cứu phải chờ từ 5 đến 6 giờ vẫn không thể đến được bệnh viện. Vì vậy, bây giờ chúng ta là phải chuẩn bị tất cả, không thể để người dân rơi vào trạng thái như vậy. Bà Yến nói đó là lý do để thành phố đi đến quyết định áp dụng biện pháp mạnh, ai ở đâu ở đó 7 ngày sắp tới. Theo bà Yến, bắt đầu từ 8 giờ ngày 16 tháng 8, thành phố sẽ áp dụng biện pháp ai ở đâu ở đó, lúc đó sẽ tung hết lực lượng tiến hành xét nghiệm đại diện hộ gia đình cho 300.000 hộ gia đình trên địa bàn, quyết tâm không bỏ sót một hộ gia đình nào. Việc xét nghiệm sẽ tiến hành 2 lần, lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 16 đến ngày 18, lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8.
Bà Yến khẳng định, sau khi thực hiện biện pháp 7 ngày, ai ở đâu ở đó, thành phố sẽ đánh giá, tiên lượng mức độ, rồi ban chỉ đạo phòng chống dịch mới có chỉ đạo mới. Nhưng về cơ bản chắc chắn phải thực hiện chống dịch theo chỉ thị 16. Cuối cùng sẽ là thử nghiệm vaccine mRNA đầu tiên tại Việt Nam. Hôm nay 15 tháng 8, vaccine ARC-154, vaccine sản xuất trên nền công nghệ mRNA đầu tiên tại Việt Nam, khởi động thử nghiệm giai đoạn 1 trên 100 người tình nguyện. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trên 100 người tình nguyện khỏe mạnh, phân nhóm ngẫu nhiên theo tỷ lệ 3:1, 75% ARC-154 và 25% giả dược. Mục tiêu chính là đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Người tình nguyện sẽ được tiêm 2 mũi vaccine hoặc giả dược cách nhau 28 ngày. Vaccine COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA của Arcturus đã và đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, 3 tại Mỹ và Singapore. Kết quả nhận được rất khả quan, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt yêu cầu và đáp ứng độ an toàn, khả năng dung nạp. Thông tin ban đầu từ nhà sản xuất cho rằng vaccine này có hiệu quả với biến chủng Delta. Tại Việt Nam, ARC-154 được thử nghiệm giai đoạn 1, 2, 3. Đây là vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA đầu tiên ở Việt Nam. Dự kiến vaccine này sẽ được sản xuất từ đầu năm 2022. Để phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị người dân tiếp tục thực hiện biện pháp 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!